nói rằng em gà chọi này phải nói là hơi cực đỉnh, màu đẹp nhá, dáng đi đẹp, chân đẹp, phải nói rằng em này quá là đỉnh luôn. Đấy, các bạn nhìn nói em này trông đẹp chưa, tuyệt vời, với cánh nhá, với cánh trông dáng rất chi là đẹp đấy, dáng dáng đại bàng tuyệt vời luôn đấy. Sủa, các bạn nhìn đấy, em này trông đấy, trông tuyệt đỉnh chưa đấy, em này trông các bạn trông thấy nghĩ nhiều chưa đấy, trông quá đỉnh luôn đấy, đấy trông quá là đẹp đấy, với cánh dáng đại bàng đấy, trông quá đỉnh đấy. Các bạn nhá, nhìn các em đấy, em này mình sẽ giới thiệu với các bạn, các em trông cực kỳ đẹp luôn, tuyệt vời đấy, đấy với cánh. Còn các em trong chuồng chưa tính đấy, mình sẽ giới thiệu các em trong chuồng các bạn nhé. Thả em nữa ra đây cho hai em cho nó đẹp. Bạch ơi hả, quay con ý thôi gì, được rồi, các bạn nhìn trông em này trông đẹp chưa, dáng đẹp quá mỹ miều luôn đấy, với cánh này đấy, đấy đấy, bắt đầu vung mình với cánh dáng đại bàng quá là đỉnh luôn đấy, tuyệt vời chưa, bắt đầu chuẩn bị gáy này, gáy đây bạn, gáy đây, gáy đây, ấy bắt đầu vương cánh ấy, bảo được đấy, đấy các bạn thấy tuyệt vời chưa, quá đỉnh luôn đấy, dáng đại bàng với cánh gì đấy, bạn gái trông đỉnh chưa, quá là tuyệt vời luôn. Trông em này phải nói rằng là đấy, mình sẽ giới thiệu các bạn em khác nữa nhá, à, mình sẽ giới thiệu một em nữa đấy, với cánh này đại bàng này, cho hai em bắt đầu tung cánh đấy, trông quá đỉnh luôn. Gáy đi. Các bạn nhìn thấy em này trông quá đẹp chưa, tuyệt vời luôn. Đi chiến đấu, em này là em gà chọi, đi chiến đấu thì quá đỉnh luôn.